VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau, anh đợi em nên chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đem hết bao giọt sầu. Hồi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bồng? Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hé, tôi phải tìm sâu, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến làm quà cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trộm đi khế ước trăm năm. Người em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai in my
Vẫn là một ca khó. Quá tuyệt vời ạ. Và một trận thật lớn chúng ta phải cảm ơn đó chính là đạo diễn, dàn dựng sân khấu và team Đỗ Hải. Quá tuyệt vời ạ. Hay quá. Cảm ơn ban nhạc Hoài Sa và nhóm bè Kelly Love. Cảm ơn Voi Bản Đôn ạ. Không biết là lúc lên sóng thì có được như thế này không, chứ lúc này là cái cảm xúc về cái giọng hát này nó kinh khủng khiếp luôn á. Xin mời, viết ơn từ đầu tiên ạ. Không, em đang cảm xúc lắm, em không biết ai hết, chưa nghĩ ra. Em đang feel với cái bài này nhiều quá, em chưa kịp nghĩ là ai được. Bài hay quá. Hay quá. Thật sự là Voi hát rất hay, rất là cảm xúc. So với tất cả các số ghi hình từ đầu đến giờ thì đây là phần trình diễn mà em cảm thấy là xúc động cho nhất. Em nhiều xúc động. Và ở đây ai cũng là người hát hay nhất, nhưng mà cho em nhiều cảm xúc nhất thì chính là Voi. Hôm nay em nghe em cũng không biết là giọng ai, em chỉ thấy hay thôi. Khó quá. Quá rất hay. Khó quá, nhiều màu giọng trong bài hát này luôn. Cái tính thì hồi nãy ra nhoi quá chị nhoi mà hát được. Trời ơi, cảm xúc muốn xỉu. Trị tim. Trong khi mà trời bạn cố dứng biên cái tên ra nãy giờ âm thức thần hết, mình gọi đi uống ăn miếng bánh, uống miếng nước. Người này hát rất là ổn định, hát rất là hay. Vị trí âm thanh quá là tốt luôn. Hát hay dã man luôn ấy. Lúc đầu anh bảo anh Quốc Thiên thì anh Thiên giọng mỏng hơn mà đúng không? Cái kiểu hát của anh Thiên nó bay tôi hơn. Biết. Để dành đi, để dành đi. Tôi ghi vô đi. Tôi phải ghi vào với các gì mà hỏi tôi thế này. Viết xong đáp án chưa? Không biết lấy gì viết. Trời ơi. Thôi để em tạo được thời gian cho mọi người. Xin mời bị đó đen ạ. Quá lâu rồi. Đã ghi xong đâu trời. Ủa anh Hành xong đầu tiên luôn hả? À, xong rồi. Nhưng mà thường mỗi lần anh xong đầu tiên thường đáp án nó sai. Trời ơi. Điềm. Bẻo hình bẻo dạng cho dữ vô. Rớt nó cái kết quả. Rớt cái kết quả cho xuống đất rồi. Xuống cà na. Bài đặt tạo nét. Anh ơi cứu em với, móng vuốt của em dài quá em không mở eo được. Ôi. Ê ý là anh vặn ra hộ em, móng em dài. Là bà chưa vặn được luôn đó hả? Nè chị sao? Em xin. Điềm. Đó thấy chưa, nó rớt. Rớt tiếp. Trời đất ơi, 4 cái, rớt hết 4 cái. Thôi vậy là 4 của mình sai hết luôn đó anh. Cái một trái em vô được, trái của ai đó. Chắc là em rồi. Quá là cầu kỳ rồi. Cảm ơn Do dành thời gian để xem một chiếc mục vũ tri của chúng tôi. Thôi, ủa nắm tay quá vậy. Bình thường, bình trời thường ơi. Gì vậy? Cao ngang ngửa nuôi nhẹ. Cao hơn luôn á. Không, cao hơn em. Đôi tay này chắc lắm. Đôi tay rắn chắc luôn. Rất chắc, rất to. Có gân, có gân, gân tả luôn. Nâng tả. Ờ, người ta đeo bao tay mà sao anh biết có gân hay vậy? À đây gân của bao tay. Quá mỏi mệt. Xin mời nghệ sĩ Tóc Tiên. Dạ, hồi nãy ban đầu với những cái dữ liệu trong clip VT thì hai anh em chúng tôi có cái tên đó là anh Quốc Thiên. Khi mà nghe những cái nốt đầu tiên, những câu đầu tiên ấy thì hai anh em quay ra rất là chắc cú với nhau. Anh Quốc Thiên rồi, anh Quốc Thiên rồi. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều sang sang. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài phẳng phẳng. Nhưng mà sau đó chúng tôi bị lung lay. Chúng tôi lại nghĩ khác. Tại vì tôi bắt đầu phát hiện bạn là khi bạn lên những nốt cao. Mai người ta đã đi lời chờ. Cái giọng Thiên có vẻ sẽ kim hơn cái giọng này chút xíu, thanh hơn. Còn cái người này lên cao thì nó vẫn có cái độ dày ấm hơn. Và ấm. Mà cái người này tôi thấy là cũng bắt đầu hát theo cái kiểu của bây giờ á. Dạ. Yeah. Là tách chữ gãy gọn, chia câu rất là tốt. Mình nghĩ người này phải là một ca sĩ trẻ, cho nên là hát cái cách hát này là cách hát có cập nhật.
À, trẻ nhưng mà không trẻ hẳn nhá, nằm trong giữa 8 và 9. Em nghĩ là có thể là lớn hơn tụi em. Lớn hơn. Và một giọng hát có học trường lớp. Ê, trời ơi tôi chết rồi, tại sao hồi nãy tôi còn thiếu một cái người này tôi quên ghi ta. Đó, cho tôi sửa lại cái tờ giấy một xíu được không? Úp xa thì ngân hàng quốc tế VIP đã giữ rồi, không có cơ hội sửa lại. Còn một người này nữa cũng hát có học hành luôn. Anh gửi với tụi em đoán. Hay hát chung với Hoài Lâm lắm. Hay hát chung với Hoài Lâm. Ai ta? Bạch Công Khanh. À, Bạch Công Khanh. Ơ, nhưng Bạch Công Khanh là người giọng miền Nam hả? Vậy đó, bây giờ đang hoang mang là Bạch Công Khanh là giọng miền Nam. Em cảm giác đây là người Bắc luôn nha. Nhưng mà bảo anh sao? Trong cái suy nghĩ hạn hẹp của em thì em nhìn với cái dáng người như thế này, xong rồi hát kiểu tình cảm như vậy, thì em có nghĩ đến một bạn là Khải Đăng. Khải Đăng. Cũng ban đầu có nghĩ Khải Đăng không, nhưng giọng này không phải được. Khải Đăng đấy, nhưng mà giọng này nhiều trải nghiệm hơn. Khải Đăng là cái giọng ấm cực kỳ luôn. Dạ, yeah, Khải Đăng là một cái giọng kiểu nam tính hơn chút mà nữa. Mà men rặt luôn á. Dạ, yeah, nam tính. Còn cái người này là còn có độ bay. Nhưng mà rất là tình cảm thì em mới khó đoán đấy chứ. Phương là có nghĩ đến ai không? Thật sự là Phương nghĩ đến anh Quốc Thiên rất nhiều. Đúng không? Em cảm giác nó quen lắm. Ra em rất là hay nghe anh Thiên hát. Nhưng giọng này thì là em không thấy giống như cách anh hát bình thường. Có thể là anh ấy đổi giọng của anh đi hoặc làm sao đấy. Nhưng mà cái rung rồi cái cách xử lý, cái tình cảm nửa đầu bài á, thì đúng là cái sự sạch sẽ, cái sự chắc chắn ấy, thì làm cho mình gợi nhớ là anh Quốc Thiên. Là rất là nghĩ đến anh Quốc Thiên luôn. Mà nó rất là nhẹ nhàng chứ nó không phải cảm giác gồng mình. Đúng rồi. Nhưng mà đoạn đầu bạn này bạn lại te đầu cắt kéo quá. Anh Thiên anh có như thế đâu. Có một vài chỗ thì lại giống Nguyễn Trần Trung Quân nữa cơ. Dạ. Nguyễn Trần Trung Quân sẽ nức nở hơn. Đúng rồi. Với lại Quân hát á, giọng Quân bay lắm. Chắc lên tới tenor 2 luôn đó. Với lại Nguyễn Trần Trung Quân em nghĩ là xử lý nó sẽ lý trí hơn. Bây giờ nè, hỏi Voi. Voi ơi, Voi hỡi, Voi à. Voi đây. Voi. Chết rồi. Dạ. Sống ở đây hay là ngoài Bắc? Sống ở đây, thậm chí là sống ở buôn làng. Người đồng bào xuống dưới đây thi buôn làng. Buôn làng. Không giống cái lúc hát gì hết á. Khác hẳn Voi như ơi. Là hai người khác nhau á. Trong cái clip VT ấy, Tiên có thấy là Voi đứng lên cái cân Voi đã từng nặng 85kg à. Đừng nói anh Hà anh Tuấn, chắc em xỉu. XXL. Cái bụng nó to này này. Đấy là ngày xưa. Ngày sửa ngày xưa thôi. Rồi làm sao mà Voi được cái mignon như hiện giờ? Voi tập á. Voi tập cái tập Voi nhảy như bên ấy á. À. Đúng rồi. Nhảy như cái kiểu này không cái giọng thiên nói thiên với cái giọng luôn. Hát không liên quan thiệt. Cái này như hai người vậy không liên quan. Em có nghĩ tới một người mà anh này lâu lắm rồi, anh ít xuất hiện trước công chúng mà đi hát. Đó nhưng là... mà không có dám chắc, cũng một anh tên là Quân luôn ạ. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta. À, anh Minh Quân. Minh Quân. Minh Quân ạ. À, Minh Quân. Cái kiểu lý lắc này thì là của anh Minh Quân ấy, nhưng giọng thì cái giọng mà anh Quân ấy giọng đúng giai Hà Nội luôn. Đúng rồi. Với cả giọng anh Quân cũng khá là đặc trưng, tại vì anh Quân cũng đã từng rất là nặng, có một thời gian ấy 85kg, cái này trên báo chí là đầy hết rồi, cho nên là em mới bị suy nghĩ thế thôi. Ờ, ví dụ là từng mập và giảm cân nhiều lắm, chắc chắn không phải anh Tuấn. Đúng rồi, không thể là anh Hà Anh Tuấn được. Em vẫn thấy hát giống anh Thiên, nhưng mà cái kiểu đúng không này không phải anh Thiên. Anh đâu có như thế. Không tin là anh Thiên. Này, tức là cô chưa hiểu về Quốc Thiên thôi. Bung nha. Bung xòe lắm đấy. Thế ạ? À? Tại vì lúc em gặp anh ấy bình thường, em thấy anh ấy hiền. Cái giọng nói em thấy không giống. Cái giọng thì là có thể là giọng anh Thiên được, nhưng cái văn phong thì không giống văn phong của anh. Văn phong. Không, thấy anh Thiên lúc nào nói cái tông nó cũng trầm hơn, chứ nó không có cao. Đúng rồi, anh đâu. Thiên là nói đa phần nói tông trầm. Rồi nhiều tông lắm. Rồi nhiều tông mà. Bây giờ nói rồi này không cái gì cũng được luôn. Tông gì rồi cũng nói được. Có một cái người này á mà hát cũng cao lắm. Ai? Chấn động ạ. Chấn động không? Chấn động nha. Ngoài Bắc luôn. Minh Vương của nhóm M4U. M4U. Anh Minh Vương giọng anh cũng bay bay lắm. Anh bay lắm, hơi cái mái như này. Trước mấy Minh Vương mà anh Đinh Mạnh Ninh là kiểu chất giọng yeah, của anh bay. Chưa, bay, còn bay. Một cái người nữa. Cái anh mà hát cái bài mà tình yêu của em màu xanh của lá. Cái gì dương dương ấy. Anh Hồng Dương, Hồng Dương à. Thì anh Hồng Dương với anh Minh Vương với anh Đinh Mạnh Ninh hình như các ông còn cùng một nhóm gì hình giờ thì kêu nguyên nhóm rồi đó. Chốt đáp án cuối cùng à. Hết thời gian hồi đáp dành cho Voi. Voi chuẩn bị là gọi là đi tập gym rồi. Vô gym đi. Dạ, yeah. Bảo Anh, bạn chốt tên gì ạ? Hả? Em chưa chốt được. Vì em không biết. Cứ lo hưởng thụ bài hát thôi. Đúng rồi. Bích Phương.
Em vẫn có cảm giác là anh Quốc Thiên. Anh Trấn Thành, Minh Vương Tóc Tiên. Anh Minh Quân. Anh Minh Quân. Dạ, mà quên nữa, hồi nãy là do có nhắc Huy là do món quà tặng cho hội đồng cố vấn đó. Có chứ, coi từ bản đôn mà. Ôi, có một món quà dành tặng cho hội đồng cố vấn cũng như là anh MC đẹp trai ngày hôm nay. Ô. Anh này. Trời, nãy giờ tôi thắc mắc cái túi bự như vậy mà không dám hỏi. Nhưng mà thực sự khó. Lấy được không? Nhắm lấy được không? Có. Trời, giúp hai anh đẹp trai thì để ra giúp được không? Ôi, giờ được, được. Đó đây. Đã nói rồi, lắm lắm luôn á. Anh lên anh giúp em, anh tặng cho ban cố vấn chị em đi. Hết chưa? Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi. Còn cái túi không à? Ủa, thế còn của anh MC đẹp trai nữa à? Ủa? Đưa em lại một túi của anh MC đẹp trai. Có gì, thank you. Đây là cà phê từ buôn làng. Quá chu đáo rồi, cảm ơn rồi ạ. Cảm ơn bạn ơi. Xin biết cảm ơn, bye bye. Thank you, quá dễ cưng.